của sư cô Thích Huệ Giám. Duyên thơ ngõ gọi mời đến mặt thường quân, Phật tử xa gần cùng với địa phương, góp sức chung tay kẻ công người cua. Dịch bệnh lan tràn thời đêm khó khăn, nhưng vẫn hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã góp sức chung tay nghĩa cử